Hãng vận chuyển Ahamove vừa quyết định bổ sung 1.000 tài xế giao hàng sẽ hoạt động tại 7 quận, huyện và thành phố Thủ Đức thuộc vùng nguy cơ rất cao về dịch bệnh, theo quyết định cho phép của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng điều kiện, toàn bộ 2.000 shipper đang hoạt động của hãng đều đã được tiêm vaccine, phải được xét nghiệm mỗi ngày một lần với shipper hoạt động ở vùng đỏ, 2 ngày một lần với các địa bàn còn lại. Để hạn chế việc shipper ngại khó, nghỉ chạy, hãng cho biết sẽ khuyến khích bằng các chính sách tăng thu nhập, phúc lợi. Thu nhập của họ vẫn ổn thì họ sẽ có động lực và làm việc. Thứ nhất là mình sẽ đảm bảo lượng đơn hàng, nghĩa thu nhập từ đơn hàng của tài xế sẽ cao. Và thứ hai là Ahamove sẽ có những chính sách thưởng hấp dẫn với tài xế. Thứ ba là bên mình lên kế hoạch sẽ mua một gói bảo hiểm cho một số tài xế. Đại diện Shopee Food cũng cho biết hiện có gần 6.000 tài xế tại thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và sẽ hỗ trợ tài xế đáp ứng các quy định bổ sung. Trong khi đó, hãng Gojek vừa quyết định chi ra hơn 4 tỷ đồng để hỗ trợ tiền trực tiếp cho hàng chục nghìn shipper như một cách để khuyến khích tài xế tiếp tục công việc. Nhóm các sàn thương mại điện tử cũng đang tính cách vận hành trở lại. Sàn Tiki hiện đang đề xuất với Sở Công Thương thành phố được phép cho shipper giao mặt hàng đang có nhu cầu cao là sách giáo khoa và văn phòng phẩm bằng cách chỉ để 1/10 lượng shipper hiện có của sàn hoạt động, bố trí các điểm tập kết hàng để tổ chức mỗi tài xế chỉ giao trong một quận huyện. Tình huống tốt nhất là mỗi quận có thể giúp cho Tiki một cái khuôn viên nhỏ 100 đến 200 mét vuông, thì đó sẽ là cái điểm trung chuyển mà Tiki có thể mang cái hàng hóa số lượng lớn đến đó trước. Sau đó là sẽ có các bạn giao hàng lấy cái đơn hàng đó và đi giao cho khách hàng. Sở Công Thương cũng đã thông báo thành phố sẽ miễn phí xét nghiệm cho các shipper được phép hoạt động, phần nào giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số hãng cho biết trước áp lực số lượng shipper giảm mạnh, nhu cầu người dân lại cao, trong khi hãng vẫn phải duy trì chính sách thu nhập để khuyến khích tài xế, nên giá cước vận chuyển có thể sẽ tăng đến 50% so với bình thường vào lúc cao điểm.